phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu có tên gọi Artistry Hydrating các chị nha. Vậy thì đây là dòng sản phẩm dưỡng ẩm về trang đố các chị. Sản phẩm này sẽ có mục tiêu là gì ạ? Dưỡng ẩm. Và hãy nhớ dùng trang ha, dưỡng ẩm chuyên sâu từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng có trong sản phẩm của chúng ta. Và đây là dòng sản phẩm phù hợp cho những anh chị nào sở hữu làn da thường, làn da khô và kể cả làn da mẫn cảm đang tìm kiếm một giải pháp dưỡng ẩm cực kỳ chuyên sâu. À, như vậy thì ngày hôm nay đến phần này các chị đã thấy chúng ta có 4 loại da đúng không ạ? Da nhờn, da hỗn hợp, da thường, da khô. Vậy thì các chị đã có giải pháp cho từng loại da chưa ạ? À, rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu dòng sản phẩm Hydrating của chúng ta các chị nha. Trong sản phẩm này, cấu trúc sản phẩm sẽ bao gồm 4 bước. Đó là sữa rửa mặt, cân bằng da, kem dưỡng dành cho vùng mắt và kem dưỡng dành cho toàn mặt. Vậy thì với mỗi sản phẩm sẽ có những điểm gì đặc biệt thì từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu, mà chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu đó là mối tương quan giữa độ ẩm với làn da là như thế nào. Nước quan trọng không các anh chị? Tại sao quan trọng ạ? Không có nước chúng ta sống được mà. À vâng, và nước sẽ còn hỗ trợ cho một cái quy trình sinh lý tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Nước sẽ giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa nè, giúp hỗ trợ đào thải độc tố, duy trì sinh lý cơ thể, cân bằng cuộc sống. Và nước sẽ giúp cho làn da của chúng ta như thế nào ạ? Hoạt động và thực hiện đúng những chức năng của nó các chị nha. Vậy thì nước sẽ liên quan như thế nào đối với hệ vi sinh vật trên da? Hồi nãy Trang đã chia sẻ với các chị về hệ vi sinh vật là bao gồm những lợi khuẩn và hại khuẩn, chúng sẽ sống cộng sinh ở trên làn da của chúng ta và thông thường sẽ không có ảnh hưởng lên vật chủ, chính là chúng ta đây các chị. Nhưng một khi làn da của chúng ta bị thiếu đi độ ẩm thì những hại khuẩn sẽ như thế nào ạ? Phát tán mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng tiêu cực hơn, và quan trọng hơn nữa đó chính là khi làn da của chúng ta thiếu ẩm thì những lợi khuẩn thậm chí có thể bị biến tính trở thành hại khuẩn và gây hại lên làn da của chúng ta. Vậy câu hỏi đầu tiên Trang dành cho các anh chị đó là độ ẩm có cần thiết với hàng rào vi sinh vật trên da của mình không các anh chị? Cực kỳ cần thiết đúng không ạ? Và đối với những tầng da thì như thế nào? Như các anh chị cũng đã học về khoa học làn da, đối với làn da của chúng ta tại tầng biểu bì sẽ có lớp sừng, lớp trong, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Thì theo chu kỳ đổi mới của làn da của mình, khi những tế bào da đi lên trên cùng nằm tại lớp sừng thì lúc này chỉ là những cái lá sừng dẹp mà thôi, giống như là những cái lá khô vậy đó các anh chị. Vậy thì một làn da, cho dù là da trắng, da nâu, da đỏ hay là da vàng, một làn da được gọi là một làn da đẹp, bóng khỏe, bắt sáng, hay nói đơn giản đó là cái sắc da của mình hồng nhuận. Được điều này hay không là nhờ vào lớp sừng nằm trên bề mặt da của chúng ta có được tưới tắm tốt hay không các anh chị ha. Tại vì lớp sừng lúc này nằm trên bề mặt da chỉ là những lá sừng. Vậy thì khi các anh chị đổ nước vào, khi các anh chị cung cấp ẩm vào, những lá sừng này sẽ như thế nào ạ? Được ngập nước, được sáng bóng, được liên kết chặt lại với nhau và tạo ra đó là một sắc da bóng và khỏe, bắt sáng, nhìn thấy rất là rõ từ phía bên ngoài. Hay nói một cách khác đó là sắc da của chúng ta hồng nhuận hơn và gương mặt của chúng ta thể hiện sự tươi sáng và trong trẻo hơn chính là nhờ lớp sừng có được dưỡng ẩm tốt hay không các chị nha. Và sâu dưới tầng da của chúng ta tại tầng trung bì sẽ có hai loại sợi protein, đó chính là sợi collagen và sợi elastin, hay còn có tên gọi là sợi săn chắc và sợi đàn hồi. Trang hay lấy ví dụ đó là hai cái loại sợi này á cũng giống như gạch đá, xi măng và sắt thép. Nếu như vật liệu xây dựng có tốt đi chăng nữa, nhưng nếu như không có nước thì gạch đá, xi măng và sắt thép có liên kết và đóng khối lại được không các anh chị? Không đúng ạ. Làn da của chúng ta cũng theo nguyên lý đó các anh chị. Cho dù trong da của các anh chị có nhiều collagen và elastin đi chăng nữa, nhưng chúng ta không cung cấp đủ độ ẩm thì collagen và elastin có liên kết lại được với nhau không ạ? Chắc chắn là không, và sẽ dẫn đến sự giảm thiểu của sự đàn hồi và săn chắc trên da của chúng ta. Như vậy các anh chị thấy độ ẩm không chỉ là cần thiết cho lớp sừng mà còn cần thiết, có cần thiết cho tầng trung bì nơi có collagen và elastin và liên quan trực tiếp đến sự kết hợp của collagen và elastin không các anh chị? À, như vậy chúng ta có thể nói rằng tất cả gốc gác của tất cả các vấn đề da đó là gì ạ? Đó là khi da của mình thiếu ẩm, khi da của mình thiếu đi sự cân bằng giữa dầu và nước ở trong da các anh chị nha. Rồi, vậy thì chúng ta có giải pháp
pháp nào để cung cấp ẩm chuyên sâu cho da mình không ạ? Có. Có không ạ? Trang nghe nhỏ lắm, theo các chị có không ạ? Có. Vâng, và đó chính là bộ sản phẩm Artistry Hydrating của chúng ta các chị nha. Và cấu trúc của dòng sản phẩm của mình bao gồm 4 sản phẩm. Đầu tiên đó chính là sữa rửa mặt, nhưng ở dạng gì các chị? Dạng bọt đúng không ạ? Dạng bọt có nghĩa là ngay khi các chị nhấn cái vòi xịt ra thì sản phẩm đã nằm ở hình thái là gì ạ? Bọt miệng sẵn cho các chị rồi, tiện không các chị? Tiện. Và với những cái bọt miệng nhỏ li ti như vậy sẽ nhằm mục tiêu đó là đi sâu vào trong lỗ chân lông và những nếp gấp ở trên làn da của chúng ta, những cái nếp nhăn nhỏ, để cuốn sạch đi những cái bã nhờn, bụi bẩn, những cái tạp chất trên da, và đương nhiên là cuốn đi bụi mịn bao nhiêu ạ? PM2.5 micromet cuốn đi được không các chị? Hoàn toàn được các chị nha. Và bởi vì đây là sữa rửa mặt dạng bọt nằm trong bộ sản phẩm làm gì ạ? Cung cấp ẩm. Do đó đây là sữa rửa mặt, các chị có thể nói rằng sữa rửa mặt với hiệu quả làm sạch nhưng đồng thời cung cấp ẩm cho chúng ta ngay từ bước rửa mặt luôn các chị nha, đúng không ạ? Vâng, và đương nhiên rồi, sản phẩm của chúng ta ngoài việc đó là làm sạch, giúp da ẩm mịn, giúp da ngập nước thì sẽ còn có một hiệu quả nữa, đó là sẽ giúp ổn định, nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi sinh vật trên làn da của chúng ta. Đây là một điều thực sự rất là đáng tự hào khi chúng ta chia sẻ về sản phẩm sữa rửa mặt của mình các chị. Và hiệu quả này cũng được đến từ phức hợp lá tía tô và nha đam. Hiệu quả này cũng đến được từ đó là chất tạo bọt bề mặt, nhưng không phải là hóa chất mà là amino acid, và được chiết xuất từ đâu ạ? Từ những thành phần dưỡng chất thực vật để làm sạch nhưng vô cùng dịu nhẹ và có hỗ trợ dưỡng ẩm cho da của mình ngay từ bước này không ạ? Có. Và đương nhiên trong sản phẩm sẽ không thể nào thiếu được, đó chính là chiết xuất từ hạt chia, từ đâu ạ? Cánh đồng Nutrilite, những cánh đồng hữu cơ của chúng ta các chị. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đó là nước cân bằng da. À, nói đến nước cân bằng da, mình đã quá quen với những cụm từ là cân bằng độ pH nè, giúp hỗ trợ làm sạch sâu nè, rồi làm gì nữa ạ? Đó là giúp tối ưu hóa những cái hiệu quả chăm sóc da về sau, của những sản phẩm chăm sóc da về sau. Thì khi nói đến nước cân bằng da của Artistry, các chị hãy nhớ đến cụm từ đó là hàng rào vi sinh. Bởi vì nước cân bằng da của Artistry sẽ hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc, ổn định, nuôi dưỡng hàng rào vi sinh từ phía bên ngoài vào các chị ha, để ngăn ngừa cái sự hình thành màng sinh học ở trên làn da của chúng ta. Và khi mà phối hợp cùng với những sản phẩm khác, cho lấy ví dụ như là Select Serum chẳng hạn, thì Select Serum sẽ hỗ trợ hàng rào vi sinh, tăng cường sức khỏe của hàng rào vi sinh từ trong ra bên ngoài. Như vậy các chị thấy khi phối hợp nội công ngoại kích thì chúng ta có chiến thắng được là những dấu hiệu lão hóa đến sớm trên da của mình không ạ? Hoàn toàn được đúng không ạ? Vâng. Và đối với nước cân bằng da này, đương nhiên sẽ không có chứa cồn và hoàn toàn an toàn với làn da của chúng ta. Thành phần chủ đạo dành cho nước cân bằng da của bộ Hydrating, bộ sản phẩm cấp ẩm, đó chính là chiết xuất từ rễ cam thảo. Và cam thảo trong đông y thì vốn dĩ rất nổi tiếng về tính lành, mát và mang lại hiệu quả làm mềm, làm dịu và giảm kích ứng trên da. Đó là lý do tại sao bộ sản phẩm của chúng ta thậm chí sử dụng được luôn cho làn da gì ạ? Làn da mẫn cảm các chị nha. Và ngoài ra thì trong sản phẩm cũng sẽ có prebiotic. Prebiotic là gì của lợi khuẩn vậy các chị? Thức ăn của lợi khuẩn. Và prebiotic này là được chiết xuất từ hạt gì, đến từ cánh đồng hữu cơ Nutrilite ạ? Hạt chia đen đúng không ạ? Hạt chia gì ạ? Hạt chia trắng. Vâng. Vâng, và như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong sản phẩm thứ hai của Hydrating rồi. Các chị thấy tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời, các chị thấy không ạ? À, hy vọng là lát nữa trong phần bốc thăm may mắn các chị cũng có thể sở hữu ha. Rồi. Vâng, và chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ ba, đó là kem dưỡng mắt dạng gel. Vậy thì sản phẩm dưỡng mắt này ở dạng gì vậy các chị? Dạng gel đúng không ạ? Vùng mắt của chúng ta có cần nuôi dưỡng không các chị? Rất cần, tại vì vùng mắt đã chiếm 1/3 gương mặt của các chị rồi. Và vùng mắt rất mỏng nha các chị, chỉ có 0,3mm mà thôi. Và không có tuyến nhờn ở vùng mắt, do đó vùng mắt luôn luôn là vùng da khô và lão hóa xuất hiện nếp nhăn đầu tiên. Và điều đặc biệt các chị ghi chú giùm Trang, đó là đối với sản phẩm gel dưỡng ẩm của bộ Hydrating này, các chị hoàn toàn có
lấy sản phẩm này, gel dưỡng mắt này phối hợp với tất cả các sản phẩm khác còn lại của Skin Nutrition. Như vậy những anh chị nào đã sở hữu bộ balancing, bộ cân bằng dành cho da nhờn và da hỗn hợp có dùng được kem mắt này không các anh chị? Được, hoàn toàn được ạ. Và chúng ta hãy nhớ vùng mắt của mình mỏng không ạ? Cực kỳ mỏng, hãy chăm sóc cho vùng da mắt của mình mỗi ngày các anh chị nha. Và sản phẩm sẽ mang lại những hiệu quả đó là gì? Đương nhiên là dưỡng ẩm, đương nhiên đó là giúp giảm thiểu những cái dấu hiệu mệt mỏi, những cái quầng thâm, những cái bọng mắt, giúp cho mắt của mình đẹp hơn, sáng hơn. Và ngoài ra, một cái điểm rất đặc biệt của sản phẩm Trang muốn các anh chị cùng Trang nhớ đó là thành phần của sản phẩm ngoài chiết xuất từ lựu đỏ, ngoài chiết xuất từ hạt chia thì sẽ có những thành phần đó là chiết xuất từ hạt quinoa, chính là hạt diêm mạch. Có anh chị nào ở đây chúng ta tập gym không ạ? Có anh chị nào chúng ta đang thực hiện một cái quá trình ăn uống khỏe mạnh không ạ? Các anh chị có biết về hạt diêm mạch không các anh chị? À, đây là một siêu thực phẩm các anh chị nha. Và hạt diêm mạch nổi tiếng với việc đó là cung cấp một chế độ ăn khỏe mạnh. Và hạt diêm mạch sẽ có những cái thành phần khoáng chất như là kẽm, magie, canxi, phốt pho vân vân. Đây chính là những thành phần cực kỳ cần thiết để cấu tạo nên một cấu trúc da khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao chúng ta đưa thành phần hạt diêm mạch này vào trong sản phẩm để giúp khôi phục lại cấu trúc da mỏng manh nơi vùng mắt của các anh chị. Rất là tuyệt vời ạ. Và chúng ta sẽ có sản phẩm của chúng ta còn sẽ có hiệu quả đó là chiết xuất và những cái thành phần để giúp mang lại hiệu quả đó là khuếch tán quang học đó các chị. Các chị đã bao giờ nghe đến công nghệ quang học khuếch tán chưa ạ? Đó chính là cái công nghệ mà nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng tựa như ánh sáng của ngọc trai. Và đối với sản phẩm gel dưỡng mắt của chúng ta sẽ được tích hợp cùng với công nghệ khuếch tán quang học này để giúp mang lại hiệu quả trang điểm cho vùng mắt của chúng ta. Nhưng ở đây có phải là trang điểm không các chị? Không phải là trang điểm mà là công nghệ quang học ha, sẽ giúp tạo ra những ánh sáng tựa như ánh sáng của ngọc trai để giảm thiểu sự nhận biết của những khuyết điểm ở vùng mắt của mình, ví dụ như là nếp nhăn hoặc là quầng thâm hoặc là bọng mắt. Tuyệt vời không ạ? Dưỡng nhưng mà hóa ra vừa dưỡng mà vừa che khuyết điểm cho chúng ta luôn các chị nha. Rồi và chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng nằm trong bộ sản phẩm dưỡng ẩm dành cho làn da của mình, đó chính là kem dưỡng ẩm dạng gel. À vậy thì sản phẩm này theo các chị có mát không ạ? Mát. Và bản thân của Trang cũng như là của bạn Hòa bên phòng marketing á, khi tài thử sản phẩm này thì bạn Hòa đã chia sẻ với Trang rằng là của em xài mà em thấy như là không xài. Bởi vì sao ạ? Bởi vì dạng gel nó mát như nước và nó thẩm thấu cực kỳ nhanh, nhưng vẫn đảm bảo đó là duy trì hiệu quả dưỡng ẩm trong liên tục bao nhiêu ạ? 24 giờ trên làn da của các anh chị. Và ngoài ra với sản phẩm này sẽ còn mang lại hiệu quả đó là giúp da của mình căng và ngậm nước, khôi phục lại cấu trúc da của chúng ta và từ đó giúp cho lỗ chân lông của mình se khít hơn. Và đồng thời với những thao tác chuẩn khi chúng ta sử dụng sản phẩm theo chiều nâng cơ như này nè các anh chị, theo chiều cấu tạo da như này nè, thì sẽ còn hỗ trợ đó là giữ vững những đường nét, những góc cạnh V-line ở trên gương mặt của các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Trang hy vọng các chị sẽ về trải nghiệm và sẽ tự cho mình những cái cảm nhận chân thực nhất. Và hiệu quả của sản phẩm đương nhiên cũng sẽ đến từ hạt chia trắng và sẽ đến từ Acera Cherry từ cánh đồng Nutrilite rất giàu vitamin C và đến từ quả mâm xôi đen sẽ mang lại hiệu quả dưỡng ẩm liên tục trong 24 giờ cho da của mình ngập nước, cho lỗ chân lông se khít và giữ vững V-Line ở trên gương mặt của mình. Tuyệt vời không ạ? Và cũng giống như bộ sản phẩm cân bằng thì đây là bộ sản phẩm dùng hàng ngày dành cho làn da gì vậy các chị? Da thường, da khô, da mẫn cảm, thiếu nước dùng được không ạ? Được luôn ạ. Và sản phẩm này dùng vào buổi sáng và buổi tối. Và cũng giống như dòng balancing, chúng ta hãy nên phối hợp cùng với các thiết bị và sản phẩm khác của Artistry để từ đó mang lại một quy trình chăm sóc da trọn vẹn, đầy đủ và tối ưu hóa hiệu quả của sản phẩm Artistry trên làn da của khách hàng cho một vẻ đẹp khỏe mạnh từ trong ra ngoài, được không các chị?